Hello, xin chào anh em, chào mừng anh em đã đến với channel Sửa Chữa Bình Thịnh nha. Hôm nay Thịnh đang cầm trên tay là chiếc Poco X3 Pro anh em. Đây, cái hình dáng của nó đây. Đó, anh em nào yêu thích những dòng máy Poco thì con X3 Pro này là một trong những dòng máy Thịnh thấy anh em xài rất là nhiều nha. Thì hôm nay chiếc máy này Thịnh giải quyết cho em trai này cái vấn đề là máy nó mất nguồn. Khi mà em đem qua là máy nó hoàn toàn không lên nguồn gì luôn. Đó, thì đối với dòng Poco X3 Pro này, anh em lưu ý cái điểm này. Đó là khi mà anh em gặp phải lỗi mất nguồn này, nếu anh em đem vào trung tâm bảo hành chính hãng thì giải pháp duy nhất dành cho anh em đó là thay nguyên một cái main. Thay nguyên một cái main thì anh em sẽ đối diện với vấn đề gì? Đối diện với cái vấn đề đó là chi phí nó sẽ rất là cao. Và thứ hai, một vấn đề nữa đó là anh em không giữ được dữ liệu ha. Cái này vì lý do dữ liệu nên Thịnh sẽ không có mở mật khẩu của em trai này ra khi mà quay video clip. Đó, anh em sẽ không giữ lại được dữ liệu và anh em mất trắng toàn bộ dữ liệu là một. Thứ hai là chi phí nó sẽ rất là cao. Đó, thì bây giờ trên tinh thần của channel của mình đó là mình luôn tìm những giải pháp nào mà vừa tiết kiệm về kinh tế mà vừa đảm bảo được cái chất lượng và cái độ bền của thiết bị. Đó là mình đã làm theo cái hướng đó đối với chiếc Poco X3 Pro này. Cụ thể là gì? Cụ thể là Thịnh đã xác định cái việc mất nguồn này do nó chạm chập một vùng IC, một khối gọi là khối nguồn ở trên cái mainboard chính của máy. Đó, và mình đã đo đạc và mình đánh đúng vào cái vị trí lỗi. Có nghĩa là mình thay đúng những con IC lỗi và mình xử lý đúng cái vùng mạch lỗi thôi. Đó, những cái vùng mạch khác vốn nó không bị một cái gì hết thì mình cũng không có lý do gì để can thiệp vào. À, và ngay lập tức máy nó đã lên nguồn, máy mát rượi, không còn hao nguồn, không có bất cứ một cái lỗi tính năng nào hết và đã sẵn sàng để tiếp tục đồng hành cùng anh em. Với cái chi phí vô cùng tiết kiệm, giảm thiểu hơn rất là nhiều so với việc phải thay main. Ha. Và khi một cái main đã được phục hồi và cái hoàn chỉnh logic như vậy rồi thì anh em xài không khác gì là thay main hết. Bởi vì sao? Bởi vì bản chất mainboard nó là kết hợp giữa những cái linh kiện điện tử, nó được kết nối với nhau một cách logic. Thì bây giờ nó đang bị chạm chập ở vấn đề nào đó, nó dẫn đến mất nguồn. Thì chúng ta dò ra đúng cái điểm đó và chúng ta phục hồi nó về nguyên trạng như ban đầu thì nó không có lỗi gì và không khác gì cái việc thay main cả. Đó, quan trọng là anh em có làm đúng lỗi hay không, đánh đúng cái khu vực lỗi và thay thế cái thao tác của mình nó có chuẩn chỉ hay không. Nhiều anh em nói tại sao mà đi thay, đi sửa chữa về cái nó hư tới hư lui hoài. Cái đó là do chúng ta làm chưa tới ha. Chúng ta làm chưa tới. Có nhiều người thợ họ làm được lên nguồn nhưng mà họ biết máy nó vẫn còn chạm, vẫn còn hao dòng chờ, nó vẫn còn rút pin ngầm một cách máy nó cứ âm ấm nóng nóng, nhưng mà họ không tìm được cái chỗ để mà sửa cái vấn đề đó nữa, nên là họ chỉ làm ở mức lên nguồn thôi và họ giao cho khách để mà thu được tiền. Đó, thì bên mình thì không bao giờ làm theo hướng đó, nên em yên tâm nó sẽ không có cái tình huống mà về xài ít bữa đâm ra lỗi này lỗi khác. Đó, mình chỉ làm khi mà tất cả mọi thứ nó ăn khớp và hoàn thiện với nhau. Đó, ví dụ bộ phận nào anh em còn xài được thì quá trình mình làm thì chắc chắn là bảo toàn nguyên vẹn cái phần đó, nó không có bị lan man ha, và chúng ta sẽ có được một cái thiết bị nó chuẩn chỉnh là như vậy. Rồi, nếu anh em nào xài Poco X3 Pro, Thịnh đã sửa những lỗi như là mất nguồn, lỗi sạc, đó, lỗi treo logo, lỗi đột tử, anh em cứ liên hệ trực tiếp với mình, thông tin mình sẽ để bên dưới nha. Rồi, bye bye anh em, chúc anh em một ngày làm việc hiệu quả nha.